Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng đang ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Hai góc đường Trần Phú, Nguyễn Duy Dương với đường Nguyễn Trãi, đường An Bình. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở góc đường Trần Hưng Đạo với đường Quỳnh Mẫn Đạt, đối diện với trung tâm chấn thương chỉnh hình, bệnh viện chấn thương chỉnh hình là bệnh viện trục chính cũ á. Căn nhà này trước đây là chủ nhà kêu bán là 2.680.000, nay chủ nhà giảm 100 triệu còn là 2.580.000 ha. Nhà mình có kết cấu một trệt với hai lầu. Nhà mới luôn nha cô chú anh chị. Mua bán thì ký công chứng đang tên sổ hồng. Ngay trung tâm quận 5 ha, mình thuận tiện di chuyển về mọi hướng luôn nha. Mình đi thẳng đường này là đến Đại học Sài Gòn bên trái và mình quẹo qua đường An Dương Dương là mình gặp Đại học Sư Phạm ha. Mình chủ hàng mới vừa đi qua bệnh viện Nguyễn Trãi cô chú anh chị. Ngã tư phía trước nhà mà trước mình là ngã tư Quyền Huỳnh Mẫn Đạt với đường Nguyễn Trãi nha. Bây giờ mình sẽ cua bên phải để mình qua Trần Hưng Đạo ha. Mình rẽ trái là mình qua bên đường Trần Phú nha. Bây giờ mình rẽ phải ha. Mình rẽ phải mình đi ra hướng này là đi thẳng là ra đường Quỳnh Mẫn Đạt, đầu đường Quỳnh Mẫn Đạt là xuyên qua bên kia đại lộ Doãn Kiệt được luôn nha. Ngã tư phía trước mặt mình là ngã tư đường Phan Văn Trị với đường Huỳnh Mẫn Đạt ha. Khu này buôn bán dịch quay, bên kia buôn nghĩa buôn bán dịch quay rất nhiều ha. Và cái chung cư bên kia là nằm phía quận 8 nha cô chú anh chị. Ở đây thì mình nằm mình đang đi trên đường Huỳnh Mẫn Đạt. Phía trước mặt mình là ngã tư đường Huỳnh Mẫn Đạt với đường Trần Đạo. Bên tay phải mình là bệnh chợ Nhiêu Tâm ha, chợ Hòa Bình ha, đường Nhiêu Tâm chợ Hòa Bình ha. Đó, ngân hàng ngoại thương nè. Đường này là đi thẳng qua bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt, có đường đâm ngang qua ngang cô chú anh chị. Và phía trước mình là trung tâm chấn thương chỉnh hình hay còn gọi là bệnh viện chấn thương chỉnh hình nha cô chú anh chị. Nhà mình thì có thể đi vào nhiều hẻm. Bây giờ mình đi thẳng luôn là qua đường quận 1 ha, nhưng mà mình sẽ đi vô cái đường Trần Hưng Đạo nha, đường hẻm 728 nè. Mình đi 72318 đằng đẳng cũng được, nhưng mình đi 728 cho nó dễ nha cô chú anh chị. Căn nhà này trước đây chủ kêu bán là 2.680.000, nay chủ giảm còn là 2.580.000 hả cô chú anh chị. Mình đi đường này vô, không thì mình đi đường 718 thì nó dễ hơn ha. Rồi chạy vô hẻm này nha. Tới ngang đình Tân Kiển thì mình đã phải vô nè. Rồi cái hẻm này là mình chạy thẳng ra đầu hẻm 718 nha cô chú anh chị. Hôm nay Vũ Hồng sẽ cập nhật cái giá mới của căn nhà địa chỉ 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này có giá mới là 2.580.000. 2.580.000, giảm 100 triệu so với giá ban đầu là 2.680.000 ha. Vũ Hồng xin nhắc lại sơ bộ thông tin căn nhà này nha. Căn nhà này nằm gần góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Quỳnh Mẫn Đạt, đối diện với bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cách mặt tiền đường Trần Hưng Đạo là 20m và nhà mình có hẻm trước nhà là 3m. Kết cấu nhà một trệt hai lầu, nhà mới vừa được sửa chữa luôn. Căn nhà này thì có kích thước ngang là 3m2 và chiều dài là 5m. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này ưng ý thì đi xem, để Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả ha. Còn nếu cô chú chị bạn nào muốn có số điện thoại của chủ nhà thì alo cho Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ gửi số cho chủ nhà để cô chú chị bạn làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Mời cô chú chị bạn xem video review nhà ha. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha. Còn nếu đăng ký rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Căn nhà mình địa chỉ 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Giá mới là 2.580.000 ha, giảm 100 triệu nha cô chú anh chị. Ngang là 3m2 và chiều dài là 5m. Nhà có kết cấu một trệt một lầu, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, không bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới độ giới gì hết nha. Đó, hẻm trước nhà nè ha. Khu này khu hiện hữu, nhà mình hướng đông nha cô chú anh chị. Rồi mình vào trong nhà ha, ngoài là lớp cửa nhôm cửa lùa, trong là cửa nhôm sinh pha ha. Thì chủ nhà có gắn màn rèm đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Và gian bếp nhà mình thì nằm phía bên trái, cầu thang bên phải, nhà vệ sinh ở giữa. Tường nhà thì được dán cao lên đến 1m
Một bếp sáu ha. Ở đây là khu vực nhà bếp của mình nè. Đi học cho cô chú anh chị bạn xem sổ luôn nha. Đây sổ của nhà mình đây ha cô chú anh chị. Diện tích nhà mình là được công nhận là 15 mét nha cô chú anh chị. Ở nhà mình được công nhận 15 mét nè. Cấp tầng số tầng 2 ha, một trệt một lửng một lầu. Đây hoàn công luôn ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Cô chú anh chị bạn thấy 14m9 ở đây nè, 14m9 ở đây là 15 mét ha, nhưng mà còn phần phía trước nó gạch xéo không công nhận nè. Đó, hơn 15 mét luôn ha. Nhà thì nằm cách mặt tiền đường chạ chân đạo chút xíu thôi. Đó, tận đường chân đạo qua đây nè. Đó, nhà mình vô đây là tới rồi ha. Chân đạo vô thì tới rồi. Rồi, ở trên thì chủ nhà có làm bếp cho mình ha. Đó, tủ bếp trên nè. Đây cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì chủ gắn cho mình cái máy nước nóng Panasonic rồi ha. Kiến luôn nha. Và bồn cầu một khối. Đó. Nhà thì rộng rãi thoải mái ha. Nhà này 2 tỷ 580 triệu giá hiện tại nha cô chú anh chị. Ở đây thì làm cái trang trí bức này cũng đẹp ha. Đèn led âm trần nha cô chú anh chị bạn. Nè mình hoàn công mua bán thì sang tên hợp lệ hoàn toàn ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn ngắm lại cái không gian ở dưới trệt một lần rồi mình cùng đi lên lầu nha cô chú anh chị. Ở đây ha. Ở bên đây là chủ nhà có gắn cắt một cái bức gỗ CNC nè để ngăn cái cầu thang với bên trong bên ngoài ra ha, ha, ra thành hai khu vực riêng biệt. Ở trên đây thì mình có thể làm cái kho để chứa đồ được này ha. Rồi mình lên lầu 1 nha cô chú anh chị. Ngang là 3m2 và chiều dài là 5m nha. Đây. Đây khu vực lầu 1 của nhà mình ha. Vũ Hồng xin nhắc lại giá là 2 tỷ 580 ha. Giá mới là giảm 100 triệu so với giá ban đầu rồi nha. Và đây là không gian ở phía bên ngoài nè cô chú anh chị. Đây là cái không gian ở phía bên ngoài nè. Đó, cửa lê lùa ha. Đó, cửa lùa nè, bên ngoài đây mình có thể trồng cây cối đồ làm cái sino cây cối rồi ha. Trồng cây cối đồ nha, hẻm trước nhà mình nè ha. Đó. Máy trên đây là đúc nha. Đó, trên đây là đúc, cái bánh casino trên là đúc. Nhôm sinh pha và kính cường lực có màn rèm đầy đủ hết á cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo phường 2 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Góc đường Trần Hưng Đạo với đường Quỳnh Mẫn Đạt ha. Giá mới chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là 2 tỷ 580, giảm 50 triệu và 100 triệu so với giá ban đầu nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng để đi xem nhà ha. Rồi lầu 2 thì của nhà làm cửa nhôm ha. Nhôm đóng kính phòng lại nha. Rồi. Phòng trên lầu 2 thì có ban công và có cửa sổ. Đó, màn rèm đầy đủ, quạt đầy đủ hết ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Rồi cửa đi ngoài ban công nè, ban công nhà mình nè. Căn này mặt tiền trận đạo ha. Hả, đây ban công phía trước nhà mình nè. Cửa sổ rồi ha. Bên đây là đường Quỳnh Mẫn Đạt, chung cư đó là chung cư góc đường Quỳnh Mẫn Đạt với đường Phan Văn Trị nha cô chú anh chị. Đó chung cư đó đó. Lúc trước Vũ Hồng có review trên đó đó, có một căn chung cư trên đó đó. Chủ nhà cũng đang kêu bán và Vũ Hồng chưa ra review. Bên đó đó cô chú anh chị. Căn chung cư lầu 4 đó đó có sân lượng, nguyên sân lượng lớn bên đó đó. Chú Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem ha. Bên đó đó có một cái sân chung cư góc đường. Rồi. Bây giờ chú Hồng nói lại thông tin căn nhà này rồi chú Hồng kết thúc video review nhà ha. Căn nhà Vũ Hồng vừa review cho cô chú chị bạn xem là căn nhà địa chỉ số 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo phường 2 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà có kích thước ngang 3m2 và chiều dài là 5m. Nhà có kết cấu một trệt với một là hai lầu.
nhà có giấy chủ quyền Hồng, khu dân cư hiện hữu, cách mặt tiền đường Trần Hưng Đạo là khoảng chừng 30 mét. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, thuận tiện di chuyển mọi khu vực. Nhà được mới xây dựng cải tạo toàn bộ luôn ha, nhà còn rất mới luôn. Chủ nhà đang siêu bán căn nhà này với giá là 2 tỷ 580 triệu ha, là giảm 100 triệu so với giá lúc ban đầu mới kêu ra cho cô chú anh chị. Mua bán sổ Hồng, ký công chứng nhân tên ha. Nếu cô chú chị bạn nào mà đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 2 tỷ rưỡi 2 tỷ 6 ở khu vực quận 5 thì hãy đi xem căn nhà này nha cô chú chị. Nhà rất ok luôn, mua không có chỗ nào chê hết, sổ Hồng mua bán ký công chứng nhân tên chính chủ bán luôn. Cô chú chị bạn nào xem nhà ưng ý, alo cho chú Hồng, chú Hồng cho số điện thoại làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Xin nhắc lại là giá 2580 ha, chú Hồng sẽ cho số điện thoại trực tiếp chủ nhà để làm việc ha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video lần sau nha. Cái này cũng bán trước rồi.